một phần cuối cùng là cái phần gối. Trong khi mà đang tương tác như vậy, đối phương có thể là phần gối ha, thì lên phần gối, một là gối thẳng như vậy, hai là gối gối ngang. Và lưu ý trong chiến đấu, nếu mà đấu trên đài thì ta không được lên gối và bộ thẳng. Tuy nhiên có những người cố tình lên gối và bộ thẳng mới lên gối và bộ, thì chúng ta để triệt tiêu cái đoạn nguy hiểm này chúng ta làm thế nào ha. Đã đến thì đơn giản lên gối thì chúng ta cùng bước vào 45 bậc suýt ha, thì chúng ta thoát thôi, không có gì lo. Quan trọng nhất là phải tránh được không được nó phun ra suýt đó, mình tập thoát chưa, thoát rồi. Nhưng mà chặt thứ hai vừa làm sao lách thân thoát được cái đoạn tấn công mà chúng ta phá được đoạn này bằng cái nào à, cái tay này, cái tay phật thủ rớt xuống trong tay hậu tay công kính đó à, chúng ta đi xoay thân để không có thấy nè. Rồi đó mà mình để ý ở trên MMA họ cũng có vậy, biết đây ha, từ đây chúng ta xoay thân của cơ thể bằng các phần những cơ bắp tay hậu mà thoát được rồi cần bước gì sẽ mở thoát chưa. Rồi xoay thân đơn giản thôi, chúng ta thoát cái gối thì chúng ta phải có cái tay, và cái tay này xin lưu ý nó phải lỏng, đừng có gồng, đừng có chặt xuống vậy thì ép mà bị ép hai bên bị tổn thương đó. Chúng ta để lỏng thì chúng ta rất nhẹ nhàng thôi, biết không đấy, chúng ta để chúng ta tấn công gì đó. Như vậy chúng tôi cũng vừa giới thiệu cho quý vị xem và những cái phương thức để làm mất quân lực đối phương và những cái phạm trù tấn công cơ bản, đòn tay quyền thẳng móc và đấm ngang cũng như là chỏ ngang đòn móc hoặc là chỏ sao vân vân, mặt trước thẳng trước ngang hoặc là trước đã tạt vào cũng như là các đòn gối từ dưới lên cũng như các đòn giật chặt thẳng chặt kem chặt quát lên. Chúng ta thấy chúng ta phải có một cái khoa học mà chúng tôi sẽ dựa vào, đó là đại cho bệnh nhân, và đại cho bệnh nhân là chúng ta dựa vào đối phương để chúng ta có những phương pháp tương tự để gãy thông lập được nào. Mà muốn vậy chúng ta nhớ có một bộ pháp di chuyển rất quan trọng, đó là trục 45 độ. Xin quý vị hết sức quan tâm theo dõi và có sự thực hành, và mong quý vị sẽ có được tự tại tự tin để sống cuộc sống của chúng ta bình an tinh thần. Chào quý vị, và như chúng tôi đã nói cái phần tự vệ và cái kỹ năng chiến đấu, hai phần về kỹ năng chiến đấu chúng tôi cũng đã trình bày được cho trong cơ bản. Khi đã vừa tấn công tới là chúng ta sẽ có những cái phương thức làm mất quân lực đối phương cũng như là để chúng ta tập kích lại theo cái câu của quyết là
chân hai trùng đang về chúng ta trùng xuống một chỗ, quýt trùng xuống một chỗ để chi, để chúng ta đang mở của mình những cái cửa lòng bàn chân, chúng ta lấy được cái tinh thần, lấy được cái lực của đất là cân và cái nặng, và chúng ta lập tức đưa tay phải lên và ngón cái chúng ta luồn vào cái huyệt thập cấp. Huyệt thập cấp thì nằm cái chán ba trong cái tay của chúng ta đó, thì chúng ta bấm vào. À, đồng thời là chúng ta sẽ dùng cái tay trái từ phần cổ đây chúng ta chuyển lên vào cái phần má trong một chút của cái quỹ tay của phương, và chúng ta có một biện pháp là chúng ta sẽ xoay eo, xoay tấn cái chân này sẽ đặt ở chỗ làm đầu chân trái, bàn chân trái ở chỗ làm đầu, bàn chân trái ở chỗ làm đầu tấn rồi, rồi chúng ta xoay eo. À, và thấy cái tay trái này xuống thì gần như cái này được mở ra quýt đấy, và tôi sẽ ngã xuống vì bị xoay cái cổ tay và xoay cái phần vai cũng như là phần đó gần ra một lòng buông ra. Rồi mà chúng ta làm lại lần đó, bị nắm tay phải bình tĩnh đưa tay phải lên và bấm huyệt thập cấp. À, đồng thời đưa tay trái lên vào vị trí phần trong của chỏ phải đất phương, xoay gót bên trái, xoay thân áp tay trái xuống đất phương, đau buộc lòng phải buông tay ra và ngã nhào về phía trước. Và nếu đất phương nắm bên tay trái, ngược lại đất phương sẽ dùng tay trái nắm đầu ta, thì đầu tiên chúng ta cũng giống như trường hợp kia, chúng ta phải trùng gói xuống và môi đồng chân mặt chặt đó, mở huyệt chuẩn tùy cửa lòng bàn chân. Rồi chúng ta đưa tay trái bấm vào huyệt thập cấp đấy, rồi chúng ta đưa tay phải vào chỗ trái của phương và xoay gót phải đúng tâm, xoay thật ép tay phải xuống đó phương đau và sẽ ngã về phía trước như vậy nha. Đấy là trường hợp bị nắm đầu. Trường hợp thứ hai, đối phương túm cổ, giật cổ ta, giật cổ. À, thì cái này chúng ta cũng hết sức cẩn thận. Cái này khi bị bóp vùng cổ là đầu tiên chúng ta có một động thái trùng gối, mười đầu chân bóp chặt đất, thân lưng thẳng, nhưng cổ chúng ta gập xuống và hơi kéo bành cái màng cổ ra. Đó là cái biện pháp để cứu thoát chúng ta trong một vài giây để chúng ta tỉnh táo để có thể thực hiện được từ thương chúng ta. Và chúng ta làm lại, chúng ta bắt đầu phải phương bớt quý. Rồi thứ hai là chúng ta cũng giống trường hợp này, đưa ngón cái vào người thập cấp tay phải của phương và đưa tay trái vào phần trong của chỏ, xây gối, xây gót lưng trái 45 và nhích tay đặt trái lên trong khi mà hồi nãy chúng ta có thể đi một bước hai bước theo đó tôi cũng được. À, cho nó cân chứng đó phương là cái bước trên đó phương. Bây giờ chúng ta cũng thấy trường hợp thứ hai là bóp cổ tay trái nha, thì chúng ta cũng bình tĩnh trùng xuống và cũng như vậy nha. Chúng ta đưa tay trái tay phải lên chỏ trái và ấn nó xuống luôn. Vậy là trường hợp nắm đầu và bị bóp cổ một tay. Bây giờ trường hợp thứ hai là đối phương bóp cổ hai tay. Khi đó từng bóp cổ hai tay, đầu tiên chúng ta để thoát đi cái nguy hiểm này là chúng ta nên trùng gối và chúng ta kéo chặt cái cổ xuống, băng cái màng cổ ra một xíu để chúng ta được thoát, để chúng ta tỉnh tĩnh một giây, sau đó chúng ta mới tập kích đối phương và cách làm như thế nào. Chúng ta chậm tay lại, ha, bước thẳng vào giữa trung tổ đối phương, thấy bàn tay thẳng vào một ý thầu đối phương, rất đơn giản nhưng rất hiệu quả nha. Trung và cái này là một câu một đánh là rất là nguy hiểm, vì khi ta đề khí thì cái bàn tay là hướng về cái sắt
chọn vào cái khẩu chung hay lụng đánh vỡ phần hỏng hầu của đối phương. Còn trường hợp thứ hai là dùng kỹ thuật tế bớt trùng, chúng ta nâng cái này đó và chặt cái phần xuống và để theo chân và tiếp vào cái phần trên. Đấy là trường hợp thứ hai. Chúng ta xem lại, chặt vào đối phương để chân xéo hoặc cái xương cơ lưỡng dựng giữa tay đảo tay trái lại mẹ cổ đối phương nhấc ra. Ngoan có phương lắm, nó khó khăn thôi. Chúng ta đẩy tay chéo 45 độ và vượt trở lại. Trong trường hợp này chúng ta có thể đánh mạnh với các mẹ cũng rất là tốt. Đúng rồi, bên trái mẹ 45 độ chúng ta xoay trở lại rất là hiệu quả. Do đó cũng bình tĩnh, không có gì khó. Hoặc có phương tức lực một tay y chang như là ngày đầu tiên chúng ta phải trùng gối, nó là trùng gối và bóp cầu người còn cặp tay phải đưa lên một bức chặt má cao má đã bước thật. Nếu nó vẫn còn chưa hạn chúng ta tính mạnh một lúc một lần để lỗ tay này và trái trái cũng vậy đó. Chúng ta bình tĩnh trùng xuống đưa tay ra đưa cái tay phải lên và sẵn cầm đất phương chưa đủ thì chúng ta bước thêm một cái nữa đang được lên chúng ta tạo một cái điểm bây giờ có thể là cái đất phương sẽ chụp tay ra nắm tay tay phải nắm tay phải chúng ta lưu ý là chỗ này tới phải là tay phải khác tay trái nắm tay phải khác nếu tay phải nắm tay phải chúng ta cũng bình tĩnh bình thường là đất phương sẽ kéo tới mà trong cái vòng tự vệ chúng ta sẽ gây phân tâm đối phương bằng cách bước theo vừa sơ hở của đối phương thì chúng ta lật cái bàn tay phải và đuôi phải ra thì đối phương lò bàn tay này ra thì chúng ta mới nhanh vào đây để từ vị trí thì nhích lên chúng ta đánh đối phương cũng được. Đó là cái phương cách bình thường nhưng mà sau một thời gian cho đó chúng ta sẽ có một cái dùng cái khí công chút xíu chúng ta trùng chân xuống mười chân bằng chặt cái đó và lòng bàn tay phải được đưa ra hết. Sau đó chúng ta nắm chặt tay phải và rút tay phải và chân phải một lúc về. Cuộc đồng cũng ra 100% cái giống nhau. Và chúng ta rút chân phải lên và chúng ta cũng phải nắm tuyệt lại. Cái này là tiền cấp nhất cho mọi người và cho mọi cái đối tượng. Bên ta cũng vậy, chúng ta cùng xuống. Nắm chặt lại thì đưa chân phải lại một lúc. Chúng ta nắm lại. Nó rất đơn giản. Trường hợp cao cấp, được trên nắm luôn, còn trong trường hợp cao cấp thì nắm thì chúng ta có đề chứ. Và phá được món tất cả các phương pháp. Vị trí này chúng ta đổi thân thôi. Bây giờ chúng ta phương pháp âm dương ra. Chúng ta đi cái cao mấy tuổi. Cái đó là một người cao thủ rất đơn giản. Chúng ta là âm dương ra. Nhất là đất nhanh. Còn những người cao thấp hơn xong rồi những người cao hơi chỗ tâm nhưng đổ quá thì đơn giản rồi cười đi là xong rồi thì còn bộ người ta đánh được không như không ạ mà còn bây giờ đi đường cong là đó luôn đi đường ngoài ém đó đánh lại sạch đánh lại sạch rồi những cao thủ đây là trường hợp nâng cao chúng ta đánh lại sạch còn nếu mà muốn bắt đối phương đến tay trái rồi chúng ta lao tới nhích gần lao tới đây là những trường hợp mà cấp bách liền đối phương chúng ta dùng cái kỹ thuật cao cấp đó còn bây giờ đối phương nắm hai tay cho một tay trong trường hợp này rất khó chúng ta vượt ra rất khó khó lắm để chúng ta cũng bình tĩnh cũng trùng xuống buông các ngón tay và nắm chặt lại đứng lại liền bước chân này thả thân xuống đầy thân rồi chúng ta tập trung chân trái phải hơn hai tay trùng
tình tình trùng xuống nè, à trùng xuống cái tình đất, sau đó chúng ta đứng lên thì chúng ta men theo cái đường đất phương này và tới đây này, chúng ta nhập khí vào cái mặt tay đất phương. Còn lúc này đất phương u tay sẽ móng cái phần tay thì tại vì phân tâm ra cái lỏng phần tay thì chúng ta luôn như này một nhịp một bước nhỏ để sau đây chúng ta đã chưa phải. Tiếp theo là chúng ta đưa chân trái ra giải ra và khi xoay được thân đất phương thì chúng ta sẽ phân cổ đất phương luôn. À, ở đây chúng ta nhất thiết sẽ là đất phương sẽ gãy cổ lại. Nói chung là cái phần mà đất phương mà tấn công kiểu này là đất phương rất là nguy hiểm cho đất phương. À, chúng ta không sợ là chúng ta trùng xuống ngay vào đây nhất thiết vừa đau chóng hết thời gian chúng ta họ luôn cái tay dần chúng ta nhích chân cá xuống bằng nửa bằng chân thôi rồi xả giả chân chân cá giả ra chứ chân phải là phải ra chân cá lúc mà lực có phương ngã xuống thì chúng ta đã đủ xoay cổ luôn một cái là đẩy vai trái về phía nghịch chiều thường như cái nghịch chiều kinh hồ và tay phải thì ép theo là đối phương tập trung cái cổ nhích khí. Chúng ta gặp bắt ra trong trường hợp gặp bắt ra không kịp gì hết thì chúng ta cứ lật cái phần phải chúng ta ném cái tay phải thẳng và đánh hết ra và mang tay cũng thấp để là cái phần cái phần chân này trong trường hợp quá gặp bắt ngay trong trường hợp mà rất nhiều người lao tới thăm chém đầu thấp cái tay phải chết đi cái phần bất tử ngay gãy cổ luôn chúng ta để ghép phần chúng ta xoay phần và gãy đi. Còn là phương nắm hai tay, xiết hai tay luôn. Trường hợp này hơi khó hơn, không có tay để đánh thì cũng bình tĩnh luôn luôn nha. Rồi nếu nó phương mạnh quá chúng ta buông ra không được, chúng ta nuôi chân trái đối phương sẽ bị kéo theo và quán tính đối phương thì tâm lý sẽ kéo ngược lại. Trong khi kéo ngược lại thì chúng ta để cho gối vào bộ hạ đối phương bị đau đối phương sẽ nới tay ra của chúng ta buông liền, đồng thời sọt chân phải kéo đối phương xoay thân xây thân chúng ta quyền lên nha. Bên đá cũng vậy thôi, hai bên cũng nha. Nếu chúng ta không chân trái thì chúng ta luôn chân trái chúng ta sẽ kéo về lên gió của hạ à, như nó đã cũng nè và sọt chân trái ra xây thân rồi chúng ta chung quyền trái. Bây giờ mình tiếp tục sao không có tay đó như vậy thì chúng ta cũng bình tĩnh trung và chúng ta cái trung này là cái phần hông này để đụng vào bộ hạ không mà đào hơi phân tâm thì chúng ta bước lên anh này vẫn cứ thế kẹt lại mình sẽ hồ tám chân đó không đúng không đang tập trung này thì tắt sau cái chân phải vậy xoay thân nắm chặt tay xoay thân đó để chúng ta tạo ra trung điểm bên đây cũng vậy thôi dùng bước phải trái này đúng không vậy à lập tức rút chân trái về sau và xoay thân chỉ một cách chúng ta trung quyền thôi. Bây giờ các phương giết hai tay luôn thế sao à, nếu mà chúng ta có là không có trọng trung xuống là cả tay rồi đó thắt là con rồi không cần phải nhiều lại là những người cao đẹp trung xuống không là phải dỗ một hạng không đưa tiền còn giờ không có sức khỏe không có trung xuống giống như nào bước là ông này sao chạy cái xuống đó có hai phương cách một là cũng luôn chân phải ha và xoay thân đó rồi đi chép nhưng mà cũng còn một phương cách nữa trung ha bước lên này bước xuống còn một phương cách nữa là cái chân đối phương nó nằm đây à chúng ta bước này và chúng ta tranh thủ lắc thân ra và không người bên nằm trên đất phương kiểm ngược lên ha à, trong trường hợp này cũng có thể để nếu mà chúng ta dùng cách một thì nó hiệu quả hơn. Như vậy thì chúng tôi vừa trình bày một số cái tế khóa đất phương còn khóa duy nhất quy định nhất là khóa sao đúng số một là ha bình tĩnh lắc thân khi lắc thân là xoay cái chỏ nó không bị khốn là nó lơ rồi thì chúng ta luồn cái ngón tay cái vào ngón tay út phương bẻ ra
trên tàu và luôn kỹ thuật chúng ta luôn tiếp đó, luôn tiếp ở đây thì chúng ta phải luôn trong ha nhất trong chỗ nhất nó không vô làm mà đã khó tay là mình luôn cái này vào không cái này à nó không rất cao thì kỹ thuật chúng ta tiếp tục vẽ lên nha em họ thường cắt đây chúng ta nói lại này chúng ta còn dùng cái cụ đó luôn nha để chúng ta dùng chúng ta ha dùng phương pháp phân tán thì chúng ta tiếp tục và vào cái tự động tức là chúng ta luôn dùng cái khẩu quyết tả kỹ trùng nhân nắm có từ nhau chứ dùng rất là kém mình té thôi tôi té nè tôi nhắc giật nó nè giật tiền nè tại người ta không dùng chặt người ta khi bị tấm chân người ta cố gắng dùng vậy như thế còn chúng ta bị tấm chân mừng quá chúng ta thả phần xuống nắm hết rồi đặt nó đánh lại ha trong trường hợp tấm chân à chúng ta dây này là rất nguy hiểm kéo bật luôn đầu à, kéo đi thì chúng ta nắm thân phương thả thân chặt hết rồi à, bước thứ hai cái phương nãy thì đủ cái hay vết thương đang không còn đấy thầy thì giúp chết rồi không mất không mà này tấm chân tương tương hai bên sẽ dùng đo co chúng ta dùng thả thân nhân đúng chút hơn cái phương này kéo đấy hết đây nhất nhất là cái gì không là đủ cái ở đây nó trung tâm này nâng lên ha và hơn cái thứ tiêu liệt còn một là thân không do đó khi sở phương nắm chân chúng ta thì chúng ta bình tĩnh từng đầu đối phương và thả thân mình giải mã và phương được lắm rồi. Như đây là một số cái phương cách để chúng ta hóa giải các đầu phát các khu từ đầu cổ túm ngực phát thức tay phong tay cho đến phát chân và cuối cùng chúng ta thấy rằng cái rõ nó có cái đạo lý đó là cái tính khoa học xa khi thường nhân các phương muốn gì chúng ta chịu cái phương cách đó chúng ta sẽ có được tiền ra rồi xin quý vị quan sát tập luyện có hiệu quả. Thank you.
chúng ta mà né tránh như vậy cũng nguy hiểm này à, mà chúng ta không là ta chúng ta né tránh mà quá xa như vậy hoặc là tránh thuộc là vậy thì nó là không không có áp dụng được. Thì như vậy cái nguy hiểm nằm trong tầm kiểm soát của đối tượng mà chúng ta nên đi vào, và cũng như phần tay đường thẳng hoặc là tay đường mặt ngang thì chúng ta cứ đi vào tâm tên của bộ pháp tốn làm đó.